Cái bài thiền của hôm nay có tên là Creative Meditation for Sublime Self, là cái bài thiền sáng tạo cho cái sublime, là giống như là rất là siêu, siêu nhân, là siêu năng hoặc là cái siêu ngã của mình, cái bản chất của mình đó là sáng tạo. Khi mà mình kết nối với lại cái năng lượng vũ trụ nữa thì nó sẽ rất là siêu ha, và nó sẽ giúp cho mình tự nhiên có nhiều cái ý tưởng, nhiều cái sự sáng tạo mà tuyệt vời, mà nhiều khi mình không có ngờ được là mình nghĩ ra, hoặc là mình không ngờ được là nó phát ra từ từ mình. Đó là cái bài thiền hôm nay. Thì cái tay á, trước tiên cái bài này á, gọi là khởi động trước cho cái bài thiền ha. Thì cái bài tay đó nó sẽ là ngồi thẳng tay ra, và cái tay của mình á, sẽ thay phiên nhau đưa lên trước ngực ha, nhưng mà không có chạm ngực, cắt ngực một chút xíu, xong lại hạ xuống tới bên kia, và mình làm nhanh như vậy nè. Đó, hơi thở của mình thì cứ hít vô thở ra, hít vô thở ra. Và cái bài này thì nó sẽ giúp cho phân mình cân cân bằng cái não phải và trái của mình luôn. Và nếu mà cái tay mình lúc làm á, mà nó đụng nhau á, là có nghĩa là trong trong người của mình nó mất phân bình một chút xíu. Thì đó, thì lúc mà mình làm mình chú ý tập trung giữ cho cái tay của mình đừng có bị chạm nhau. Và mình sẽ làm 1 phút. Cái bài khởi động này có thể tập riêng của nó không ha? Thì nếu mình tập riêng á thì mình tập từ 10 cho tới 15 phút. Để giúp cân bằng não của mình là. Và nó cũng làm cho cái hệ bạch huyết của mình nó lưu thông. Không phải là đưa qua như vậy ha, mà từ dưới lên hoặc hạ lên. Và nó mang cái năng lượng, mang cái sự lưu thông về cái phần ngực của mình ha, giúp cho tim của mình tốt nữa. Rồi mình hạ hết hai tay xuống, thẳng tay ra, gồng tay cứng lại, hít vô, nín thở, siết chặt này lại. Thở ra, hít vô, nín thở, siết chặt này lại. Thở ra. Và bây giờ hai tay mình sẽ đưa lên phía dưới ngực mình chút xíu ha, ngay cái diaphragm là cơ hoành. Và cái phần này nè của mình sẽ chạm với nhau, cái ngón út á, là nối lại với nhau ha. Còn các ngón khác thì mình mở ra giống như cái hoa sen rồi, cái ngón cái không có đụng nhau, và mình giữ ngay ở trước ngực của mình. Và mình sẽ chant cái sound này hay là Hariyang. Hariyang có nghĩa là destroyer, là cái sự hủy diệt hoặc phá đi những cái gì mà không tốt lành trong mình, trong cuộc sống của mình, trong hành động của mình, trong suy nghĩ của mình, những cái tham sân si, hoặc là những cái suy nghĩ rối bời, hoặc là bất cứ một cái gì đó mà nó cản trở mình trong cuộc sống đó, thì cái âm thanh này nó sẽ phá đi ha. Và nó sẽ mang cho mình có tài sản và những cái cơ hội tốt. Wealth, wealth là sự giàu có và những cái cơ hội tốt khi mà mình chant cái âm này ha. Hariyam, Hariyam. Và mình sẽ chant 8 tiếng, 8 cái âm trong một cái hơi thở.
thì mình sẽ hít vô. Rồi trong lúc mà mình nín thở đó thì mình sẽ chant Hariyang, mình lại hít vô, mình lại trả lại từ đầu ha. Thì nguyên một cái như vậy đó thì nó khoảng 10 giây. Rồi bây giờ mình vào tư thế, gọi lưng thẳng, mắt mình nhắm lại, tập trung giữa trán. À, mình sẽ làm 3 phút. Và mình bắt đầu hít hơi thật sâu. Hariyang. Vô thật sâu, nín thở. Chắp hai tay lại sao cho thật lớn. Mình chắp tay trước rồi. Và để kết thúc buổi tập của mình hôm nay. So xuống cho máu trong đầu và trong tim con về trở lại. Ngồi dậy. Xin cảm ơn cả nhà, kính chúc cả nhà một buổi tối thật là an lành và ngủ ngon.